Rồi hello anh em, thì hôm nay là ngày 16 tháng 9 năm 2023 nha. Hôm nay thì em cũng có một ít chim thì để em lên clip cho anh em. Đó thì bây giờ thì em sẽ quay cụ thể từng con cho anh em dễ lựa và dễ xem nha. Đó, rồi ok anh em. Rồi thì em sẽ lên đầu tiên nha. Đó, con lồng đầu tiên là con lồng thanh tước nha anh em. Đó, con này là lồng số 1. Đó, con này thì còn đang chim truyền nha. Đang chim truyền nha anh em. Chim truyền, chim còn đang ăn sâu với dế, ăn trái cây. Đó, chim nó mới nhấp cá nhẹ nhẹ. Anh em nhìn cái phân này, anh em dưới này, anh em thấy không? Đó, thì ở đây thì em vừa nuôi, em vừa tập cám luôn, cho nó nhanh nhanh, dễ về anh em tập nó nhanh á. Nhưng mà về anh em phải tập nha, cho chứ cái này nó cũng chưa có cám cứng đâu, nó mới nhấp nhẹ nhẹ thôi à. Kiểu như nó mới quen mùi cám á. Đó, thì ở đây thì em tập cám là cám bao bì để về cho anh em nó dễ chăm. Đó, thì con này là con chim truyền nha anh em, là lồng số 1. Thì thanh tước thì em bán cho anh em á là 350 một con nha anh em. Đó, con này là lồng số 1. Đó, rồi tiếp tục thì em sẽ lên cho anh em con tiếp theo là con lồng số 2. Đó, con lồng số 2 nha anh em. Đó, con này là con già rừng nè. Đó, con già rừng nè anh em. Rồi, tiếp tục thì em sẽ lên cho anh em con tiếp theo là con lồng số 2. Đó, con này thì cũng chim truyền luôn. Đó, chim truyền luôn nha. Mắt, móng, mỏ, tay chân thì đầy đủ, không tật lỗi gì hết. Đó, con này thì cũng nhấp cám nhẹ thôi, nó chưa ăn cám cứng nha. Về anh em nhớ tập thêm. Đó, thì đây, con này chim truyền nè. Chim truyền thì nuôi thì nó rất là nhanh dạn anh em. Đặc biệt với lại cái dòng thanh tước này nuôi cũng rất là nhanh dạn nữa. Mà chim truyền nữa thì rất là nhanh dạn luôn. Đó, thì lát thì em sẽ... Hồi sáng này em mang chim ra thì em có test được một con y chang như chim con nha. Để lát em quay cái con đó cho anh em coi nha. Đó, rồi con này là lồng số 2, giá 350 nha anh em, 350. Rồi, tiếp tục thì em lên con này là lồng số 3. Đó, con này cũng là chim truyền luôn nè anh em. Đó, hôm nay thì em còn lại chim truyền rất là nhiều luôn. Đó, thanh tước truyền nha, giá cũng 350 luôn nha anh em. Mấy con này thì mắt, móng, mỏ, tay chân nào thì đầy đủ hết. Đó, em bao tật lỗi cho anh em luôn nha. Đó, nên anh em khỏi phải sợ. Về thì anh em chỉ tập cám. Đó, thì mấy con này sở thích của nó thì ăn sâu dế, nói chung mấy này dễ ăn lắm anh em. Sâu dế, trái cây rồi nó ăn, ăn đủ đầy đủ hết nha. Cám nó cũng rất là dễ nữa. Đó, rồi con này là lồng, con này là lồng số 3 nha anh em, lồng số 3. Rồi, tiếp tục thì em sẽ lên cho anh em con lồng số 4. Đây, con này cũng là chim truyền luôn nha, giá cũng 350 luôn nha anh em. Đó, con này là lồng số 4 nha. Anh em xem anh em thích số mấy thì anh em cứ báo em. Đó, đây là lồng số 4. Rồi, con này là lồng số 5. Con này cũng chim truyền luôn nha, lồng số 5 nha anh em. Đó, thì giá cũng 350 luôn. Đó, anh em thích số mấy thì anh em báo em nha. Rồi, ok, thì để bây giờ em qua tiếp mấy con đất nha. Rồi, ok, thì tiếp tục thì em sẽ lên cho anh em một con thanh tước nữa nha. Đó, con này thì nãy giống như nãy em nói anh em á, đẹp như chim con vậy. Nhưng mà em mới vừa cho tắm xong nè, lông nó còn hơi ướt anh em. Đó, nhưng mà con này thì nó đút được sâu dế trái cây rồi nha. Đó, do nãy em quên, em tắm nó anh em. Đó, nên em không có, bây giờ hiện tại lông nó mới ướt xong á anh em. Đó, nhưng mà con này thì đút được sâu dế nha. Đó, hôm qua em cầm trái chuối, á, em đút á, em hồi tay vô em đút á, là đậu trên tay em nó ăn bình thường luôn nha anh em. Đó, nhưng mà này mới vừa tắm xong nên nó chưa có khô lông. Rồi, nhưng mà con này thì rất là dạng nha anh em. Đó, chim này của con này thì cũng chưa ăn cám luôn. Về anh em nhớ tập cám nha. Đó, rồi ok, thì con này em cũng bán cho anh em là 350 luôn nha anh em, 350 luôn nha. Đó, rồi thì anh em xem anh em thích thì anh em gọi cho em nha. Rồi, tiếp tục thì em sẽ lên cho anh em con đất nha. Đó, con này là lồng số 1 nha anh em. Đó, con này thì bộ to anh em, bộ to. Con này rất là si tạch, rất là si đánh đuôi luôn nè. Đó, chim rất là dạng luôn. Đó, con này thì dạng lắm anh em. Đó, đút mồi rồi nó chạy lại mồi rồi, chạy lại tay là nó đớp rồi luôn nha. Đó, con này thì tắm táp rồi ok, hót hét rồi bắt đầu nó hót rất là nhiều rồi anh em. Đó, bắt đầu nó hót rồi rất là nhiều rồi. Thì con này á,
không, dạn lắm anh em. Cái này là em đứng kế bên em quay luôn nè. Đó, cái này thì anh em mua về anh em để bàn á, hoặc là anh em thích dạn mà kiểu nó dạn dạn á thì anh em nên bắt con này nha. Đó, hôm nay thì em lên mấy hàng, lên hai con đất mà dạn dạn cho anh em luôn. Đó, tắm táp rồi ok hết nha. Thả xuống là qua lòng tắm, thả xuống là qua lòng tắm nha, tắm đẹp luôn nha anh em. Ở đây cái này thì nó mới vừa xong lông á, về anh em chăm thêm ít nữa. Nhưng mà hót thì bắt đầu đã hót nhiều rồi nha. Đó, chim nè, tướng tá rất là đẹp luôn nè. Anh em thấy không? Đầu bi nè, mặt rất là dữ chim luôn. Mặt mắt xéo nha. Đó. Rồi thì con này em bán cho anh em á là 1.2 triệu nha anh em, 1.2 triệu nha. Đó, bao hót bao tắm cho anh em luôn, thả xuống là qua lòng tắm, thả xuống là qua lòng tắm nha. Rồi 1.2 triệu nha anh em, thì mắt móng mỏ tay chân đầy đủ, không trật lỗi gì hết nha. Đó, anh em xem anh em thích thì anh em gọi em. Đây là con lòng số 1 nha. Rồi ok, thì tiếp tục thì em sẽ lên cho anh em một con đất số 2 nha. Đó, hôm nay con này là siêu phẩm đây anh em. Ở đầu bi mỏ ngắn ngủn luôn nè, mũi thông nè, tướng nè, cực kỳ đẹp luôn nè anh em thấy không. Đó, chim cũng rất là dạng luôn nha anh em. Đó, cái này thì hôm nay thì em lên hai con đất rất là dạng luôn. Con này tắm táp rồi cũng là cực kỳ đẹp luôn nha. Đó, đây, anh em nhìn con chim mà hết chỗ chê luôn nha. Đó, đuôi là lúc nào cũng giật bắn xè rất là đẹp luôn á. Đó, con này thì đây, con này thì chim con nuôi lên nha anh em. Đó, hót là hót rất là nhiều rồi, tắm là tắm đẹp luôn, thả xuống là qua lòng tắm, thả xuống là qua lòng tắm thôi nha. Đó, thì con này nó hót thì nó ra bộ rất là đẹp. Đó, nhưng mà hiện tại nó mới vừa xong lông á anh em, cái phần đầu nó còn một ít lông móng nè. Đó, nên bộ nó chưa có rõ. Nhưng mà con này thì em thấy mùa trước á, nó ra bộ là bộ tôm rất là đẹp luôn nha. Đó, đây, anh em nhìn thấy không, tướng à, cao cầu dài đòn à. Đó, đuôi thì lúc nào cũng bắn nhịp, riêng này rất là dạng luôn nha. Đó, thì con này là lòng số 2 nha. Đó, con này thì em cũng vậy, bao hót bao tắm cho anh em luôn. Đó, anh em về mà chơi không hay thì anh em cứ gửi lại cho em. Đó, thì con này em bán cho anh em là 1.5 triệu nha, 1.5 triệu nha anh em. Thì giá này là chim không nha, nói chung là giá nãy em đọc đất á, là chim không nha, không có lòng nha anh em. Đó, còn anh em nào mà thích lòng thì anh em mua thêm, thì lòng ở bên em thì còn hàng cũ thì giá tầm khoảng 350 nha, 350 trở lên là có nha anh em. Đó, rồi con này là lòng số 2, thì anh em xem anh em thích thì anh em gọi cho em nha. Rồi ok, thì tiếp tục thì em sẽ lên cho anh em một con hàng chim mùa nha. Đó, con này thì hai mùa hơn rồi nha anh em, chim rất già rừng, hót hét rồi cũng ok, giọng là giọng chuẩn rừng luôn nha. Đó, con này thì cao cầu dài đòn nè. Đó, anh em nào mà thích hàng đánh đuôi mà gà sệ cánh gà tre thì anh em nên bắt con này. Đó, đây anh thấy không, giật bắn nè. Đây, đó, đã y giật y chang như chim con vậy đó. Nhưng mà con điều thì con này thì nói chung cầm lòng á thì nó hơi nhảy, nhưng mà anh em móc lên thì nói chung thì nó cũng tương đối đó, chứ nó cũng không có nhảy nhiều. Hiện tại thì nó đang bị chày đầu, nhưng mà về anh em nuôi á thì nó hết chày, nó đang khô mài, nó lành lại nha anh em, chứ không phải nó chày mà máu me rồi ghê lắm nha. Ở con này thì nó chày, nó đang lành lại nha anh em, chứ nó không phải mà nó chày nó tóc da rồi nó chảy máu rồi tùm lum hết nha. Đó, con này thì không có, con này thì nó đang bắt đầu nó lành lại anh em. Đó, này anh em nhìn thấy nè, bộ rồi đó, lông mới luôn nha. Con này thì hót hết là ok đó, nhưng mà hiện tại thì lửa nó mới vừa xong lông á, lửa củi nó chưa có căng nhiều, nên anh em về anh em nuôi thêm nha. Hiện tại bây giờ thì em đang bán với giá là 800.000 đó, 800 nha anh em, 800, mắt móng mỏ tay chân đầy đủ, không tật lỗi gì hết. Đó, còn nếu mà sau này hiện tại bây giờ chưa có lửa thì em bán là 800 nha, nhưng mà anh em nào mà bắt nhanh thì bắt giá 800, còn nếu mà để một tuần 10 ngày nữa em nuôi á, đó, nó có lửa thì giá nó sẽ khác nha anh em. Đó, rồi ok, thì con này thang 2-3 mùa nha. Đó, thì em bán là 800.000. Đó, thì anh em xem anh em thích anh em gọi cho em nha. Rồi ok, rồi ok, tiếp tục thì em sẽ lên cho anh em một con khú mùa nha anh em. Đó, con này thì đang thay lông rồi. Đó, đang
Hài Long gần xong nha anh em. Ở thì mùa này thì nhiều anh em thắc mắc cứ hỏi là ủa sao em cứ lên chim Hài Long không, không lên mấy con nào mà nó hót ôm sùm á. Đó thì hiện tại thì nó mùa này là rơi vô gần cuối mùa sông Long á anh em. Đó nên em chỉ có hàng gì thì em lên cho em thôi. Thì con này thì cũng Hài Long cũng gần xong rồi, còn lông đuôi đó chỉ là cái phần đầu á, do hôm trước thì nó bị do hôm trước á vận chuyển á anh em, do anh khách á anh mang ở từ Bình Dương anh lên cho em thì anh bỏ nhiều cái lồng, thì do anh chạy á vận chuyển á cái nó nhảy á, cái nó đâm đầu vô cái nó hơi cày đầu nha anh em. Đó nhưng mà con này hót hét rất là ok, chim mùa rồi nha. Đó thì con này độ dạng của nó tầm khoảng 80% thôi nha anh em. Đó nhưng mà nó hát giọng rừng đó rất là hay luôn á. Đó. Đó thì con này em bán cho anh em á là 1.8 triệu nha, 1.8 triệu nha anh em. Đó 1.8 triệu nha anh em, chim mắt móng mỏ tay chân đầy đủ, không trật lỗi gì hết. Hót là cực kỳ nhiều, nó đang Hài Long mà anh em nghe nó hót à. Đó rồi thì con này em bán là 1.8 triệu nha, thì anh em xem anh em thích anh em gọi cho em. Thì em cũng cảm ơn anh em đã theo dõi và ủng hộ trong suốt thời gian qua nha, xin cảm ơn anh em và xin chào anh em.